ba em mới đi chơi với mấy bạn xong rồi còn nói với mấy bạn của ba em là em tắm chậm nữa. Trời ơi, đúng rồi, cái chuyện mà em tắm chậm là nó nổi tiếng khắp cái xã luôn rồi đó hả? Dạ. Dạ, hồi lúc đó là em tự nhủ là em phải cố gắng quen khoảng hơn một tháng mà mới có ba tuần thì cái hai người chia tay. Trời ơi, vậy là yêu nhanh đó, không có yêu chậm đâu. Cho anh xin phép đẹp đi. Xin mời nhà gái. Dạ, chào bạn. Mời bạn ngồi. Mời nhà trai. Thôi, mời anh trai ngồi. Mời bạn gái giới thiệu về mình trước nha. Nghe bạn gái giới thiệu nha em trai. Em chào chú Quyền Linh. Em tên là Nguyễn Thanh Thùy. Năm nay em 25 tuổi. Em làm trợ lý theo dõi đơn hàng của một công ty may mặc. Em đang sinh sống và làm việc ở Bến Tre. Rồi, chào Thùy. Mời nhà trai giới thiệu cho nhà gái nghe nào. Em chào anh Quyền Linh. Em chào chị Ngọc Lan. Và các bạn đang xem trường quay và toàn thể quý vị đang xem chương trình truyền hình. Em tên là Nguyễn Minh Sang, em 27 tuổi, em đến từ Long An. Em đang làm tại công ty thép Vinawan ở Bến Lức, Long An. À, vậy thì cũng gần rồi ha. Bến Lức thẳng tới Bến Tre, không xa mấy. Dạ, Bến dạ. Tre. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì Sang? Dạ, điểm mạnh của em là không hút thuốc, ít uống rượu bia và biết nấu ăn. Giỏi. Biết quan tâm chăm sóc gia đình và có thể chia sẻ làm việc nhà. Hay quá. Điểm yếu? Dạ, điểm yếu của em là viết chữ xấu. Viết chữ xấu. Bây giờ đánh máy không ạ? Có rất nhiều người viết chữ xấu không lo. Mời nhà gái. Điểm mạnh của em á, em kể cái thứ nhất là em siêng. Em thấy là em siêng học, siêng làm việc. Với lại là em cũng siêng chơi. Với lại là em cũng siêng chơi. Với lại em cũng muốn là bạn nam của mình á, là cũng siêng chơi. Chơi gì? Dạ ý là ví dụ đi chơi hoặc là đi về thăm nhà hoặc là đi đây đi kia chơi á. Siêng chơi ha. Tôi khoái câu siêng chơi đúng này rồi đó. Điểm yếu của em là em thấy em bị chậm với em bị quần. Xào quần đó hả? Dạ đúng. Người miền Tây mình hay kêu là xào quần đó đúng không? Dạ đúng rồi. Em chạy xe em cũng chậm, cứ tèn, không biết là nghĩ cái gì trong đầu, rồi không biết là ngắm đông ngắm tay cái gì đó. Ăn có chậm không? Dạ ăn chậm luôn, bị mấy chị trong công ty nhẹo hoài luôn. Tắm có chậm không? Dạ có luôn. Mấy tiếng hồ trong nhà tắm? Có thể là nửa tiếng, một tiếng. Và ba em mới đi chơi với mấy bạn xong rồi còn nói với mấy bạn của ba em là em tắm chậm nữa. Trời ơi, đúng rồi, cái chuyện mà em tắm chậm là nó nổi tiếng khắp cái xã luôn rồi đó hả? Dạ. Rồi, nghe sao thấy em trai? Dạ. Nghe thấy gì được không? Dạ được. Được không? Đường về tình duyên của em sao Sang? Dạ em đã trải qua hai mối tình rồi. Hai mối? Dạ. Mối tình đầu mấy bao lâu? Dạ mối tình đầu khoảng 1.5 năm. Năm rưỡi. Mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai là cũng là em chỉ theo đuổi người ta thôi. Đơn phương á hả? Dạ em theo đuổi mãnh liệt nhưng mà người ta không đồng ý. Ta có giải thích về tại sao không? Bạn nói đó là không muốn yêu. Không muốn yêu hả? Dạ. Rồi cuối cùng người đó có lấy chồng chưa? Dạ chưa. Chưa là ví dụ giờ đùng cái người đó quay trở lại với em thì sao? Nó đồng ý thì sao? Cái đó là vấn đề đã qua rồi. Đã qua rồi ha. Giờ không còn nghĩ tới người đó nữa đúng không? Rồi. Đường tình duyên đây cũng trắc trở lắm. Nhưng mà bây giờ sạch sẽ chưa? Dạ rồi. Rồi. Ruột gan mình sạch sẽ để mà mình đón nhận những cái điều mới mẻ chưa? Dạ rồi. Rồi bây giờ mình hỏi đường tình duyên nè. Em gì cũng chậm hết. Em yêu có chậm không? Dạ có. Cụ thể sao nói vậy Lan nghe coi. Ý là em kiểu như là em không có yêu một cách sâu sắc á, quen thì nghiêm túc. Nhưng mà em không có dám hứa. Tại vì em sợ mình làm không được nên em không dám hứa, xong rồi cái người ta không có tin được á. Bao nhiêu mối tình rồi? Nếu mà chính thức quen thì em chỉ quen mới có một mối tình thôi. Mình quen bao nhiêu lâu mình chia tay? Dạ, hồi lúc đó là em tự nhủ là em phải cố gắng quen khoảng hơn một tháng mà mới có ba tuần thì cái hai người chia tay. Trời ơi, vậy là yêu nhanh đó, không có yêu chậm đâu. Vậy là yêu nhanh đó, không có yêu chậm đâu. Bây giờ mình nói luôn đi rồi. Cái tiêu chí chọn cái người bạn sắp tới của mình là gì? Em thích cao, mập. Em kể chi tiết quá được không ta? Được. Nhiều tóc, mày rậm, môi son, thơm. Tôi tưởng ông tả hàm hương được không á?
cho tôi một cái son tôi đánh vô coi. À, về tính tình á thì em hy vọng là bạn nó sẽ đừng có nhây quá mà cũng đừng có đầm quá. Rồi em thích người ta nhanh hay chậm? Nhanh đi, tại vì em chậm rồi. À, bây giờ nhanh là lỡ hẹn hò nói em ơi 7 giờ hẹn nhau nha, mà người ta nhanh quá 6 giờ 45 ta tới rồi. Em biết em chậm cho nên em lúc nào em cũng trừ hao á, cái em chuẩn bị nó bị dài lên trước. À, là 1 giờ là em chuẩn bị rồi hả? Dạ, em sẽ trừ hao cho em. Mốt bị đẻ phải chuẩn bị đi sớm nha. Mốt bị đẻ phải chuẩn bị đi sớm nha. Cái này mấy chị trong công ty cũng chọc em nữa. Cái gì cũng chậm vậy luôn á hả? Dạ. Nhưng mà em cố gắng nhanh á thì vậy em sẽ bị rối. Bạn này ý thức được việc đó. Dạ. À. Nhanh quá thì em mình bị rối. Mình tập thể dục nè, mình rèn luyện kỹ năng mình cho gì cho nhanh chút xíu được không? Em tập thể dục thì tập thôi nhưng mà nó vẫn vậy à. Phải vậy đó hả? Dạ. Mình ghét đàn ông nhất là điều gì? Dạ ghét hút thuốc. Ghét hút thuốc. Xong rồi không có thích mà nói chuyện về quá khứ á, đừng có ăn mày quá khứ. Rồi. À, đừng có bắt em hứa gì về tương lai hết. Cứ là hiện tại vui là được rồi. Rồi xong rồi đó. Em cầm giấy gì á, thư bạn trai hả? Dạ ý là em có định hát một bài hát. Em muốn hát luôn bây giờ hay em muốn tí mở rào em hát cho bạn trai nghe? Để hỏi tí em tặng quà là em hát, nhưng mà hy vọng là lúc đó em không run. Rồi bây giờ mình sẽ qua mình coi coi qua bạn coi trai. Qua coi nhà trai đi. Chào em. Trời em ơi đẹp trai lắm. Mà không biết có cao hơn em hay không thì chị không biết, mà đẹp trai lắm. Em chuẩn bị sẵn tinh thần đó. Là không cao bằng em đâu. Bên kia môi son má phấn kia đó. Thấy thương quá, tình trường cũng đoạn trường quá ha em. Thấy bên kia hơi chậm á. Dạ. Em thấy có ổn định không? Dạ ổn. Được đúng mọi không? Mọi thứ để em lo. Mọi thứ để em lo được đúng không? Dạ được. Rồi vậy thì bây giờ mình nói cái hình mẫu lý tưởng của mình cho chị Lan nghe coi. Dạ hình mẫu lý tưởng của em là cao bằng em mà, hoặc là dư xăng luôn á. Bên đây hơn nha. Bên dạ. Đây cao hơn đó. Dạ ốm hơn em. Rồi dư luôn. Ốm luôn á. Ốm hơn. Dạ, dạ. Rồi cái gì nữa? Em thích bạn gái của em á là sẽ có những cái đức tính nào? Dạ yêu thương gia đình và thương yêu ba mẹ em, cũng như là em sẽ yêu thương ba mẹ của bạn. Rồi tốt, cái đó bạn gái nào mà có là tốt lắm, mà chị tin là bạn gái bên kia sẽ như vậy. Yeah. Rồi gì nữa? Hiểu và cùng em bước đến cuối đời. Bên đây tôi thấy được đó. Đức đây là nghiêm túc lắm á. Nghiêm túc luôn. Ừ. Cái điều gì em không thích ở con gái? Dạ em không thích ở bạn nữ là thí dụ như mà xác định quen em đi thì không thể nào đi chơi riêng với một bạn trai khác. Đó là điều đương nhiên rồi, không ai làm như vậy. Nghiêm chỉnh lắm. Chừng nào thì có thể kết hôn được? Hiện tại là em sẵn sàng, tại vì hồi trước á em hay có suy nghĩ á là đợi khi nào mình hoàn hảo á và mình sẽ tính tới chuyện hôn nhân, nhưng mà em thấy em cứ cố gắng hoài em vẫn không có hoàn hảo được. Nên là em bây giờ em thay đổi suy nghĩ là mình có thể làm cùng lúc hai thứ. Ừ, được, ok. Trời, tôi thích, em đi với ai? Dạ, em đi chung với bạn của em. Dạ, là đầu tiên thì con xin chào khán giả đang xem chương trình. Chào chú Huyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Dạ, chào anh. Con tên Ngân là bạn thân của Thùy. Dạ, con thấy bạn nam rất là hiền. Đẹp trai. Hợp với bạn của mình không? Dạ, theo con thấy thì cũng hợp. Em nhắm là với cái tính mà chậm của bạn em thì bên đây có cải thiện được không? Dạ, nói chậm như thôi chứ thật ra bạn cũng không có chậm lắm đâu chị. Thật ra là chị thấy nó từ tốn, nó nói chuyện là tiếng nào ra tiếng đó, rất từ tốn. Dạ, đúng rồi. Bên đây ta hứa rồi, thế giới để cho bên này lo. Hôm nay gặp nhau là duyên rồi thì mong hai bạn cho nhau cơ hội rồi tìm hiểu tiến xa hơn. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn em. Anh Nam đi với ai kia? Dạ em đi với bạn em. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Em là Tuấn, là bạn thân của Sang ạ. Em thấy bạn nữ này dễ thương. Có hợp với bạn thân của em không? Dạ thấy là có hợp ạ. Có hợp ha. Sang nên xem xét đi xem. Rồi. Bạn bè tiếp thêm sức mạnh cho em rồi đó. Tiếp thêm niềm tin cho em rồi. Mọi chuyện còn lại là do em. Dạ. Bây giờ thì chúng tôi mở rào. Bắt đầu. Bắt đầu đi em. Mình có một cố gắng tặng bạn. Dạ em cảm ơn. Cho anh xin phép đẹp đi. Vừa gặp cái là đeo liên tục luôn, không nói tiếng nào luôn. Em cũng có món quà tặng anh. Mình mở ra. Mở ra coi thử. Cẩn thận. À, cái này là một món quà mà em tự làm. À, nó không có ý nghĩa gì hết, mà tại vì em làm em thấy nó đẹp với nó dễ thương thì em tặng anh thôi ạ.
Ủa là gì vậy? Đây, để tôi hổ. Dạ là một cái hộp rượu. Rượu hả? Rượu trái cây. Làm tự ngâm luôn hả? Dạ. Uống được không? Dạ được. Dạ em ngâm nó cũng chưa lâu lắm nên nó chưa có lên chưa màu. Xỉn, chưa xỉn. Rồi về chỗ đi các bạn. Bây giờ nói chuyện qua hàng rào thôi. Giờ mặt thấy sao nè? Dạ em thấy bạn nữ cũng dễ thương. Dạ à, cũng hiền lành, vui tính. Dạ. Cao không? Thấy cao không em? Dạ em cũng cao nhưng mà còn chấp nhận được. Dạ tại vì em thấy là có nhiều bạn á kiểu hơi không cao bằng em thì cũng là thiếu tự tin. Nhưng mà em thấy là anh đứng với em thì anh cũng vẫn là bình thường. Dạ, với lại em thấy anh cũng dễ thương. Dạ, cảm ơn em. Dạ. Thôi, hát, hát. Hát, hát, đó, hát. Nãy tính hát đó. Em có một bài hát, dạ em hát cho anh nghe với lại. Ngồi trong quán bán nhâm nhi, ly cà phê một nắng. Cuộc sống cứ thế ngọt ngào và cay đắng. Thèm một chiếc bánh chia đôi, nhưng lời nói cười. Và đôi tay lại đến, chặt tay giữa phố đông người. Chuyện về chiếc bánh mang tên tình yêu anh đã nghe bao giờ. Nồng nàn khiến em ngơ ngơ như vừa hôn anh. Mùi hương kem trắng thơm thơm, lần chiều đám say nhẹ nhàng. Vì yêu sẽ vẫn ngây thơ, đợi chờ. Hát lại liền, hát lại. Anh cũng có một bài hát muốn tặng cho em. Bài Em về kiểu trời mưa. Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về? Trời sắp đổ cơn mưa, sao em còn đứng mãi? Hay nói một lời, có phải em giận anh? Có phải em giận anh? Anh thấy đầu tiên là hai bạn hợp nhau vì chuyện hát rồi đó. Rồi, mình tiếp tục đi. Hẹn hò sao đó? Hiện tại là em đang sinh sống và làm việc ở Bến Tre. Dạ. Anh thì là làm việc ở Bến Lức, là anh làm nhà hành chính. Có thể là anh sẽ rảnh ngày Chủ nhật. Dạ. Mình có thể đi chơi vào ngày Chủ nhật. Dạ. Em thì công việc của em cũng làm từ thứ hai tới thứ bảy, em cũng rảnh Chủ nhật. Chủ nhật thì em hay thường đi về nhà chơi. Hoặc là không thì lâu lâu muốn đổi thì có thể đi cà phê hay là đi đâu đó đi chơi cũng được. Chuyện nếu các bạn tiến xa hơn, các bạn sẽ về chung một nhà. Rồi chuyện tiền bạc sao? Có thể là tiền bạc sẽ có vợ giữ. Cái này thì em hay tâm sự với mấy chị trong công ty hay khuyên em là giữ tiền. Nhưng mà nếu mà cái tính của em thì ai tự giữ tiền cho khỏe, tại vì em nhức đầu á. Em thiệt sự là em nghĩ như vậy, nhưng mà mấy chị trong công ty với mẹ em hay kêu là em giữ tiền nhưng mà em thấy nhức đầu. Vậy giờ sao? Vậy giờ em muốn giữ tiền hay là sao? Dạ em không giữ tiền, em giữ tiền em thôi. Trên trời dưới đất tôi mới thấy cô này giữ tiền. Trên cái sân khấu này mới thấy à. Đàn ông vô cùng thích thú với việc đó đó. Nhưng mà em xài tiền em là để em lo thân em thôi. Còn nếu như mà có con cái đâu thì anh phải lo rồi chứ. Tiền em hiện tại chỉ đủ lo thân em thôi. Thật. Không sao anh lo được. Anh có thích nuôi chó trong nhà không? À, có em. Dạ. Hỏi chi vậy? Tiện hỏi xong ta trả lời có rồi cái thôi. Dạ ý là biết nuôi chó, thích nuôi chó thì được. Tại vì em cũng thích là có một con ở trong nuôi chơi chơi vui vậy đó. Em lo cái tiền em lo đủ, mình em mình nuôi chó ai lo? Ừ, ảnh lo. Rồi bây giờ hai bạn, bạn trai hãy tiến tới nắm tay cô gái để xem trái tim mình có rung động không. Chờ xin nói với cô gái những cái điều gì mình đang nghĩ và mình mong em muốn. Em nhìn vào mắt anh, em có cảm thấy là anh là người đang ấm áp không? Em thấy anh cũng dễ thương, em cảm thấy là thân thiện dễ gần là được. Tại vì em kiểu như là em cũng muốn có mối quan hệ là kiểu như là bạn đời á, thì mình có thể nói chuyện với nhau được. Hứa hẹn sau bài thì anh không thể mà hứa được, tại vì là tương lai không biết trước. Nhưng mà nếu mà chúng ta hợp thì anh sẽ hứa yêu thương em suốt đời. Hay quá.
Rồi, hai bạn về chỗ. Các bạn. Máy giặt Toshiba điều khiển từ xa, ứng dụng công nghệ IoT. Quyết định là do các bạn bấm hay không. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 6. Bạn gái rất là quyết liệt. Bấm là không có chậm nha. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau, nắm tay nhau. Mừng quá hả? Dưới mừng quá hả? Hùng gái vô má làm kỷ niệm coi nào. Hùng coi vừa không? Vừa. Vừa khớp. Rất là hợp lý luôn. Thơm không? À, thấy có cảm giác nhiều không? Dạ có. Có đúng không? Em gái thấy nụ hôn nãy sao? Hả? À, dạ cũng kiểu dễ thương á. Dễ thương hả? Hôn cái nữa được không? Dạ hơi ngại. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho hai em. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm tròn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một bình đun siêu tốc Toshiba KT17SH2NV, thiết kế sáng đẹp ấn tượng. Thiết kế hiện đại nhất với thân bình được làm từ thép không gỉ, tạo vẻ ngoài sáng đẹp bắt mắt. Thép không gỉ SOS304, bộ gia nhiệt cao cấp Acid, nắp trong với nhiều điểm ngưng tụ, góc mở nắp lớn 75 độ, mở nắp bằng một nút nhấn. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Sweet Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Chúc cho hai bạn hạnh phúc nha. À, dễ thương quá. Chúng ta đưa nhau về nào. Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về? À, chúng ta vừa trải qua hai cặp đôi, chứng kiến họ nói chuyện với nhau, chứng kiến họ hẹn hò với nhau. Hy vọng rằng tất cả mọi điều tốt đẹp sẽ đến với hai cặp đôi ngày hôm nay, mặc dù cặp đôi đầu tiên không bấm nút, nhưng mà mỗi mảnh ghép chúng ta sẽ có hàng triệu mảnh ghép đang đợi chúng ta. Đừng lo lắng điều đó quý vị nhé. Rồi về Đà Lạt thì quen một cô bé, mà lúc đó cô bé mới có 16 tuổi à. Nên em quen 2 tháng rồi em off luôn. Em bâu lại. Tại vì em không dám tiến tới nữa, em sợ ở tù. Trời. Ủa mình quen thôi mà mắc gì mà sợ ở tù. Trời, thì nó cũng sợ đi quá giới hạn á. Sợ đi quá giới hạn á. Rồi em khùng khùng tới 9-10 năm sau rồi em cũng không quen ai. Em còn cái ưu điểm nữa là em rất là đẹp. Em cảm ơn chị. Bên đây người ta là ngây thơ lắm. Mối tình nào nó cũng chỉ có vài tháng thôi, nên người ta cũng có kinh nghiệm nhiều đâu nghe. Dạ rồi. Bên đây thật ra cũng không có kinh nghiệm gì về tình yêu hết chứ. Nó cũng chỉ là thoáng qua, nó cũng chỉ là lãng đãng như mây trôi trên trời thôi. Ở nhà trai. Ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Chào em. Mời em ngồi. Mời em trai giới thiệu về mình. Chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Tôi tên Thăng, Lục Xuân Thăng. Em 41 tuổi, làm thiết kế ở Đà Lạt. Từ Lạc vào đây tham gia chương trình luôn. Dạ. Rồi, mời xin mời bạn nữ. Dạ, em chào chị Ngọc Lan. Em chào anh Quyền Linh, em chào bạn Nam bên đó và chào tất cả các vị khán thính giả tại trường quay. Em tên là Nguyễn Thị Thu Thảo, hiện tại em đang là giáo viên tiếng Anh mầm non. Năm nay em 28 tuổi, em đang ở quận 7. Quê Thảo ở đâu? Dạ quê em ở Lâm Đồng ạ. Bạn trai bên đây ở Đà Lạt. Thăng hãy nói cho bên Thảo biết là mình có ưu điểm khuyết điểm gì Thăng. À, em thì hay hát, vẽ, thể thao, có một tí sáng tạo. Rồi còn khuyết điểm? Khuyết điểm thì em nóng, rồi cũng không biết tính toán công việc hợp lý nên em hay phiêu linh. Nghệ sĩ thì thường thường là sẽ làm theo cái cảm tính của mình, cảm xúc của mình nhiều hơn. Là cũng không biết tán. Rồi bây giờ tới bạn nữ nè, ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm của em thì em nghĩ là em biết nấu ăn, em cũng nữ tính. Em không biết là tính tình hơi trẻ con thì nó là ưu điểm hay là nhược điểm nữa. Chắc là cả hai chị ha. Đúng rồi. Thật ra mình trẻ con mình nhõng nhẽo nó cũng có hay lắm. Nhưng mà mình dùng nó đúng lúc thì nó sẽ hiệu quả hơn. Dạ. Em còn cái ưu điểm nữa là em rất là đẹp.
Em cảm ơn chị. Bên đây cũng rất là điển trai nha. Thăng có mấy mối tình rồi Thăng? Phổ thông thì không nói, thì phổ thông thì năm nào em cũng thương hết á. Phổ thông thì năm nào em cũng thương hết á. Rồi về Đà Lạt thì quen một cô bé mà lúc đó cô bé đó mới có 16 tuổi à. Nên em quen 2 tháng rồi em off luôn. Em bâu lại. Thì em không dám tiến tới nữa, em sợ ở tù. Ủa mình quen thôi mà mắc gì sợ ở tù. Thì nó cũng sợ đi quá giới hạn á. Sợ đi quá giới hạn á. Rồi thì kiềm chế không được á, đúng không? Dạ, dạ. Đúng đó. Rồi em khùng khùng tới 9-10 năm sau rồi em cũng không quen ai. Rồi nói chung cái giai đoạn đó cũng thất nghiệp rồi, xong rồi xuống Sài Gòn làm, rồi về Đà Lạt mở một cái thương hiệu riêng cho mình, rồi bây giờ mình cũng cứ dây dưa tới giờ. Tức là cũng chưa có mối tình nào sâu đậm đúng không Phan? Vài năm gần đây á thì em cũng có quen nhiều lắm. Nhưng mà không có rung động được. Rồi bây giờ mình hãy nghe tình trường của cô gái nè. Em cũng chỉ trải qua mới có 2 mối tình thôi. Một mối tình là lớp 10 và một mối tình là ở năm 2 đại học. Nếu mà tính ra là em không yêu đương thì cũng khoảng 8 năm nay rồi. Sao vậy? Em nghĩ thứ nhất là do môi trường làm việc. Thì em làm ở trong môi trường giáo dục thì chị cũng hiểu. Còn là con nít với lại phụ huynh không à? Dạ đúng rồi. Đồng nghiệp thì cũng là nữ không thôi. Tiếp theo nữa thì em nghĩ là em cũng hơi kén. Vậy rồi bây giờ nếu như mà em quen một bạn trai mới thì cái tiêu chí nào để em chọn cái người đó? Bạn nam thì cao 1m68 trở lên. Rồi để chị qua chị coi, em cứ nói đi. Nhìn cũng ổn. Ổn, dạ, rất ổn. Chào nghệ sĩ, rất ổn. Không, em không có cao đâu, em lùn. Không, nhưng mà nó cân đối chứ nó không có bị chỗ nào mất cân đối hết á. Rồi gì nữa? Con trai thì em nghĩ cũng công việc phải ổn định đúng không? Dạ đúng rồi. Một người nghệ sĩ thì sao ta? Như bạn này nói thì bạn cũng hơi kém trong cái việc là sắp xếp. Làm việc thì nó hơi cảm tính chút xíu. Nên khi mà mình có được một cái người phụ nữ ở kế bên sắp xếp thay mình thì mọi việc nó sẽ ok thôi. Dạ. Nói gì nữa? Điều gì em không thích ở đàn ông? Con trai mà tính toán đó chị. Hoặc là gia chủ. Gia chủ. Không quan tâm đến người con gái mình yêu thương. Lịch sử tình trường của em thì quen 2 mối tình thì cũng quen được chưa tới nửa năm là chia tay rồi. Cho nên đó giờ em cũng chưa biết sâu đậm là gì. Bên đây người ta là ngây thơ lắm. Mối tình nào nó cũng chỉ có vài tháng thôi. Nên người ta cũng có kinh nghiệm nhiều đâu nghe. Dạ rồi. Bên đây thật ra cũng không có kinh nghiệm gì về tình yêu hết chứ. Nó cũng chỉ là thoáng qua, nó cũng chỉ là lãng đãng như mây trôi trên trời thôi. Quan trọng là mình muốn có gia đình chưa. Nếu mình muốn có gia đình thì mình bớt cái tính nghệ sĩ lại. Dạ em cũng bớt rồi chứ. Vẽ với thiết kế ngoài là chuyện riêng của em. Nãy giờ anh Thăng nghe bên đó nói ra những cái tiêu chí, anh Thăng thấy là mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Em nghĩ chắc được 75-80%. Rồi vậy thì bây giờ tiêu chí của anh Thăng là gì? Tiêu chí của em là xinh, thích nghe nhạc ngoại. Ta dạy tiếng Anh chắc là dạ, thích nghe nhạc ngoại. Thích giao hưởng. Thích em chơi thể thao gì đó. Thích bia nữa. Bên kia thấy hơi ốm, không biết có chơi thể thao không? Có chơi thể thao không em? Dạ không. Kệ, về ảnh tập cho chơi. Biết uống bia không? Dạ, em uống được nhưng mà kiểu em cũng... một trong những cái lý do mà em ế nữa là em cũng ít đi chơi á chị. Thường thường là em sẽ không chọn nhậu nhẹt. Em kiểu nhẹ nhàng thôi, em đi cà phê cuối tuần rồi ngồi ngắm nhìn đường phố, đọc sách thôi. Hoặc là kiểu đi cà phê rooftop, kiểu vậy á chị. Cô giáo xinh đẹp đó, dễ thương rất là hả? Xinh luôn đó. Em nhỏ ở bên kia là hơn con giáp luôn đó. Thảo thấy có cái gì trở ngại? Tại vì đó giờ em ít quen cho nên là em cũng chưa mường tượng ra được, không biết là có khác biệt quá về tuổi tác thì khác biệt thế hệ không. Anh kia thật ra là nhìn ảnh rất là trẻ, không đến mức không ai biết là lớn em 13 tuổi đâu. Tính người hơi nghệ sĩ nãy giờ em biết rồi đó. Rồi kết hôn thì em sẽ về Đà Lạt sống. Nếu mà em phải di chuyển theo bạn nam thì bạn nam phải ổn định. Tại vì em phải bỏ hết sự nghiệp ở đây rồi. Em đi lên trên đó thì cũng sẽ hơi bấp bênh. Dạ. Đúng rồi, cái đó hợp đúng lý. Thôi. Bạn này nói chuyện đúng, hợp đúng. Lý nè. Rất hợp lý. Đó, tôi hỏi bên đó, bên đây để bên kia nghe rõ ha. Dạ, nghe rõ. Em gái đi với ai cưng? Dạ, em đi với em gái ruột của em. Dạ, con chào chú Linh Linh, em chào chị Ngọc Lan ạ. Cái anh này thấy được không? Có hợp với chị mình không?
Dạ, ngoại hình được ạ. Em thấy anh cũng khá là hiền, nói chuyện thì cũng theo hướng nghệ sĩ. Rồi, à, cảm ơn em. Cảm ơn em. Mình mở rào cho hai bên gặp mặt nói chuyện đi ha. Nãy giờ mình chỉ nói qua cái hàng rào này, mình cảm nhận về nhau thôi. Bắt đầu. Mở rào. Chào em. Bắt đầu đi Thăng. Dạ. Anh tặng em. À, dạ em cảm ơn anh. Dạ. Cái này anh làm à, tặng em ăn cho vui. Cái gì dạ. Của anh lại vậy? À dạ em cũng có món quà để tặng anh ạ. Rồi cảm ơn em. Dạ vâng. Dạ. Em có gì hỏi anh không? Em có muốn về Đà Lạt với anh không? Em có muốn về Đà Lạt với anh không? À, đi về Đà Lạt gì đó thì kiểu em chưa có suy nghĩ tới. Tại vì thật sự thì con gái thì em nghĩ cái quyết định mình đi đâu hay ở lại đâu thì cũng tùy thuộc vào cái đối tượng trong tương lai của mình nữa. Không thể hỏi được như vậy, ta không thể trả lời được. Còn mình hỏi ngay bây giờ ta cũng không biết có về hay không. Bây giờ em cảm nhận đi, em cảm nhận Thảo thế nào? Em thấy người con gái này sao nè? Thảo hiền và dịu dàng và xinh đẹp. Là anh nghĩ em cũng thích tiếng Anh nữa, anh cũng hay hát tiếng Anh lắm. Anh sẽ tặng em vào trường quay một bài em mới nghĩ từ sáng nay. MCV in the morning, up from Ho Chi Minh. Everything that I got is just what I got on. When the sun is high, Dallas sky, I'll be busking the county fair. Baby, look the door and turn the light down low. And put some music on that soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I'll be thinking about this all day long. Never felt a feeling quite this strong. I can't believe how much it turned me on. Just to be your man. Rồi bây giờ mình nói tới vấn đề hẹn hò đi. Bây giờ anh ở Đà Lạt, còn bạn này thì ở Sài Gòn. Thế thì anh tính lịch trình hẹn hò như thế nào? Anh thì đi làm giờ hành chính. Buổi tối thì anh rảnh, rồi anh rảnh quá nên anh đi uống bia. Rồi sáng thì anh dậy đá banh. Anh, em nói là anh tính lịch trình hẹn hò á. À, thì đó là giai đoạn của em. Giai đoạn em còn độc thân, còn bây giờ nếu mà em có bạn gái thì tối anh sẽ chở em đi chơi, em đi nghe nhạc, đi bixi. Đi chơi bằng đường nào? Đi vòng vòng Đà Lạt. Đi, ta ở Sài Gòn. Em xin lỗi. Sài Gòn thì có thì. Không đi xuống chơi thôi mà. Em không biết chơi gì ở đây hết. Nhưng người yêu mình đang ở Sài Gòn thì sao? Dạ vậy mới nói. Qua nhà tôi chơi, tôi chơi nhà tôi 115 mét vuông rộng đó. Dạ thôi. Nếu mà hai người quen nhau thì ok, thì tại vì em làm giáo viên thì đôi khi em cũng được nghỉ hè hoặc là nghỉ đông. Thì em cũng về nhà. Thì về nhà thì chắc là gần anh rồi hả anh hả? Nói dễ quá. Hết hồn. Em thích anh, em yêu em yêu anh hay là em yêu Đà Lạt á, thì em muốn ở với anh á. Thì anh lúc nào cũng sẵn sàng cưới hết á. Dự định thì anh sẽ mở làm một cái đám cưới nhỏ ở Thủy Tạ thôi. Đám cưới nhỏ nhỏ thôi hả? Sao không làm đám cưới lớn lớn? Mẹ không thích mời nhiều. Mẹ không thích mời nhiều. Dự định bao lâu mình có con? Khi nào em thấy cảm thấy khỏe khoắn rồi em muốn sinh thì em sinh thôi. Ừ, câu này hay nha. Anh thấy bạn gái nãy giờ ngồi cũng thật sự là cũng không biết chia sẻ thế nào về câu chuyện ngày hôm nay. Mình yêu một ai đó mình nên quyết liệt chút xíu, đúng không Thăng? Tim em nó cũng đã chai nhiều quá rồi. Ừ. Có mà... thể là do anh Thăng lâu quá rồi anh không có một cái tình cảm. Đúng. Nếu bây giờ em hợp với cô gái này, hai người yêu nhau về Đà Lạt sống, cô này sẽ làm gì? Thì chắc cũng phải đi dạy. Ừ. Rồi em có lo được cái chỗ dạy cho cô này không? Em nghĩ là cái trong mối quan hệ của em thì em cũng có thể nhờ vả được. Bây giờ thí dụ như chưa có đi dạy được thì em có thể đủ lo cho vợ cho con ở Đà Lạt được không? Nói chung cũng không có dư giả nhiều lắm nhưng cũng đáp ứng được những cái nhu cầu tối thiểu và cũng không đến nỗi thiếu thốn. À, em có thể tiến tới nắm tay nói chuyện với Thảo chút xíu. Thảo đứng lên nào. Em nắm tay Thảo đi. Anh có thể không? Có thể, nắm tay đi nào. Rồi. Hai người đứng kế với nhau. Rồi. Em không biết nói gì. Em xin và
Em nhìn thẳng Thảo mà nói đi. Em xin lắm. Anh cũng không biết thuyết phục hay là... Tại vì nãy giờ anh cũng nói rồi. Nó là như em không biết em hiểu hết những gì anh nói chưa. Nhìn đâu trời. Dạ. Thôi cho anh cầm một tay. Đó là những lời anh muốn nói là anh muốn... Tại vì... Chắc em hiểu anh là anh muốn đưa em về Đà Lạt ở với anh và cùng làm việc ở trên đó. Sài Gòn thì anh chịu thua rồi. Em đồng cảm. Máy giặt Toshiba điều khiển từ xa, ứng dụng công nghệ IoT. Có một lá thư ở trong đây. Dạ. Anh đọc cho em nghe luôn nha. Dạ. Chào anh, chàng trai được ghép đôi cùng em, gặp nhau tại chương trình này cũng là một cái duyên. Cho dù có thành công hay không thành thì mình vẫn là bạn anh nhé. Dạ. Đó là lời chia sẻ của Thảo ở món quà tặng em. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Dạ. Thảo không bấm. Em xin lỗi anh vì em không bấm. Tại vì thật ra là hai người cũng đã rất là lâu rồi không ở trong một mối quan hệ. Nhưng mà anh lại chứng tỏ cho em thấy là giống chang như là anh không có muốn theo đuổi em lắm. Không sao. Nếu anh là Thảo, anh cũng không bấm. Đúng rồi, nếu tôi là Thảo tôi cũng không bấm. Đẹp như thế này mà nhìn cũng không nhìn, ngại hả? Dạ không, em cũng không rung động lắm, sorry. Chúc mọi người sẽ sớm tìm được một cái điều may mắn trong cuộc sống dành cho riêng mình. Rất tiếc, chúng ta không thể làm được điều mà chúng tôi mong muốn. Dạ. Rồi, mời em. Cảm ơn chương trình. Hy vọng là hai bạn sau khi bước xuống sân khấu thì chúng ta sẽ tìm được một cái mảnh ghép ở đâu đó trong cái cuộc sống này. Và vẫn cầu mong là hai bạn sẽ có được cái niềm vui và niềm hạnh phúc riêng của bản thân mình. Dạ, về tính cách thì em thích những người có tính giống em, khùng khùng giống em để vui vô nhà vô cửa. Khùng khùng hả? Dạ. Nói chung là đẹp thì ai cũng thích thôi, đẹp thì tốt mà không có thì cũng không sao. Khuyết điểm của em chắc là thù dai, chắc là thù dai. Ai mà làm em ghét rồi là em ghim và em để đó và... không quên được, không quên được. Dạ đúng rồi. Cái thù dài nó mệt lắm. Mời nhà trai. Rồi, chào bạn, ngồi đi bạn. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe luôn nha. Xin chào anh Quyền Linh. Xin chào chị Hồng Vân. Chào em. Xin chào bạn nữ bên kia, tất cả các bạn trong trường quay. Em tên là Nguyễn Đăng Nam, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em đang làm việc và tại Đồng Nai. Em làm giáo viên tiểu học thì... Tiểu học là từ 1 lớp 5 đó hả? Dạ đúng rồi. Còn em? Dạ em tên là Huỳnh Ngọc Văn Tâm ạ. Năm nay em 23 tuổi ạ. Trước đây thì em đi sang Nhật 3 năm. Và sau khi về thì em làm bên ngành chứng khoán. Hiện tại thì em đang muốn chuyển hướng để mình bồi dưỡng thêm tiếng Nhật á, để mình làm một cái ngành gì đó thiên về tiếng Nhật. Tới, dạ. Tới Nhật, đi phiên dịch chẳng hạn, ví dụ. Dạ, đúng không? Dạ. Bây giờ em đang ở đâu? Giờ hiện tại thì em đang ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ở quận mấy em? Dạ quận 12. Quê của em ở đâu Tâm? Dạ ở Đồng Tháp ạ. Em trai là em ở quận mấy? Dạ em làm Đồng Nai. Đồng Nai là tại thành phố Biên Hòa luôn hả? Không, em ở Nhân Trạch. Ôi, sắp tới là có cầu rồi, khỏe rồi. Em cho đàn gái biết một chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Em là người biết lắng nghe, khá là tâm lý. Ngoài ra em cũng biết làm việc nhà, em cũng rất biết cách chăm sóc trẻ, vì đó đặc thù nghề nghiệp của em. Nhưng mà ngoài ra em cũng có một số khuyết điểm, như là em rất là thích ngủ. Em có thể ngủ cả ngày, ngủ từ ngày này ngủ qua ngày khác em đều có thể ngủ được. Cái thứ hai nữa, chẳng hạn như hôm nay em cảm giác người sạch sẽ một chút, ngày mai không có làm gì, có thể nhiều lúc em lười quá em mệt, em không có tắm luôn. Ngoài ra cũng nhiều lắm, em thấy khuyết điểm em cũng khá là nhiều, nhưng mà tạm thời em chưa nhớ ra. Mời đàn gái. Còn em? Dạ, thì ưu điểm của em là có lẽ là em dễ thích nghi với một môi trường sống mới ạ. Cũng nhanh nhẹn, cũng hoạt bát. Dễ thích nghi giống như là, ví dụ như bây giờ mình đang bình thường vậy nè. Chiều mình trúng số thôi là mình thích nghi được hết. Thích nghi được liền. Dạ. Rồi nhược điểm của em là có lẽ là khó gần.
ai gặp em lần đầu tiên cũng nói em khó gần và cũng hơi lười, cũng giống như bạn trai đó, là lâu lâu có lúc siêng có lúc lười. Rồi có thèm ngủ giống như bạn không? À, khi mà em làm ở bên Nhật á, thời gian của em ngủ có thể là một ngày 16 tiếng, tại vì em làm đêm quá nhiều quá cho nên là em phải ngủ lại bù lại. Khuyết điểm của em chắc là thù dai, Ai mà làm em ghét rồi là em ghim và em để đó và không quên được, không quên được. Dạ đúng rồi. Cái thù dai đó mệt lắm. Anh trai, được tình duyên em thế nào? Thực chất thì em có hai mối tình, một mối tình thời sinh viên và một mối tình cách đây vài năm trước. Mối tình đó mấy năm? Dạ hơn một năm anh ạ. Hơn năm rồi, mối tình sau là mấy năm? Dạ mối tình sau thì em kéo dài hơn nửa năm thôi. Như vậy thì cũng chưa phải là sâu sắc lắm đúng không? Dạ. Đúng rồi. Còn em thì có mấy mối tình rồi? Dòng đời cũng đưa đẩy, em ế tới giờ. Ế tới giờ là sao? Dạ tại vì em khó tính á. Vậy là em gái chưa bao giờ trải qua mối tình nào? Dạ vâng. Bây giờ em tưởng tượng xem cái người trong mộng của em là người như thế nào? Dạ cái gu của em là cái người mà có cái mặt á, hơi baby cute. Nói chung là con trai mà phải trắng chứ đừng có tập gym mà găng guốc thì em không thích. Rồi cái người đàn ông nó phải cao bao nhiêu? Cao hơn em là được. Tại vì em cũng cao bao nhiêu? Em cao có 1m51. Rồi, bạn kia cao hơn chắc luôn. 1m55 là được rồi. Ngon, đây 56 luôn. Bạn gái chào anh. Dễ thương quá. Dạ về tính cách thì em thích những người có tính giống em, khùng khùng giống em để vui vô nhà vô cửa. Khùng khùng hả? Dạ em khùng giống bạn này cũng lầy đó, cái kiểu lầy á. Tức là thù dai á em. Lầy lầy khùng khùng chút á. Em tưởng thù dai nữa thì thôi. Nhưng mà lầy thì nhây thì cũng phải biết điểm dừng á, chứ đừng nhây quá. Rồi. Dạ. Vậy ha. Dạ. Cái điều gì em không thích ở bạn trai? Hút thuốc. Hút thuốc à, bạn bên đó có hút thuốc không? Em hút thuốc là hồi cấp 3 em có hút thuốc. Nhưng mà em bỏ mới được nửa năm thôi. Rồi bỏ rồi đúng không? Còn gì nữa không? Gia trưởng. Có gia trưởng không trai? Dạ có một chút thôi. Em thích cái dáng kiểu người mà như là văn minh lịch sự á. Ủa giờ đàn ông không có văn minh lịch sự hả? Ít lắm. Tại vì em ở dưới quê nên là cũng có một số người nói. Ủa em giờ dưới quê là cũng lịch sự văn minh lắm. Ở quê là ở đâu? Dạ ở Đồng Tháp. Đồng Tháp ở chỗ huyện nào? Dạ Tam Nông. Trời, Tam Nông hả? Ngay Tràm Chim rồi đó hả? Dạ đúng rồi đúng rồi. À rồi, yêu cầu đàn gái là vậy đó. Giờ em muốn người yêu của em thế nào em thông báo cho chị Vân biết coi. Thực ra thì em không có một hình mẫu lý tưởng cố định nào hết. Cứ quan trọng em cảm xúc của em thôi. Nếu gặp em thích thì em sẽ thích. Thôi vậy thì cũng được, có nghĩa là em không cần thiết là phải cao bao nhiêu, mắt phải to, mũi phải cao hay này kia nọ đúng không? Nói chung là đẹp thì ai cũng thích thôi, đẹp thì tốt mà không có thì cũng không sao. Chính ra vậy thì khó đó. Bởi vì những người ta ra điều kiện á đôi khi nó dễ, còn cái người mà thôi mình nhìn được là được. Nhìn được là được mà biết chừng nào mới là được. Thôi bây giờ á là cứ để cho các bạn gặp nhau xem cảm xúc tới đâu đúng không? Em đi với ai vậy em trai? Dạ ở đây thì em có đi với anh chị với cả em và một số anh chị trong trường. Rồi xin mời đại diện đàn trai. Em xin được chào hai MC của chương trình, quý gia đình bên cô gái cùng toàn thể mọi người đang có mặt trong trường quay. Hiện tại em là giáo viên đồng nghiệp chung với em Nam ở trong trường. Lần đầu tiên Nam về trường thì qua nhận xét của em thì em thấy Nam là một người hiền lành, ít nói. Thì lần đầu tiên ấn tượng của em về cô gái là hiền lành, cũng có khiếu hài hước. Đây cũng thể là một người con gái biết quan tâm đến gia đình. Rồi, cảm ơn em. Anh gái đi với ai vậy? Em đi với, em đi với ba mẹ và một người bạn thân ạ. Xin lời nói đầu tiên thì con xin được phép gửi lời chào đến MC Huyền Linh và MC Hồng Dân. Qua những lời nãy giờ của cháu bên đây trình bày, theo cái quan sát riêng thấy cháu thì cũng được, gương mặt thì cũng sáng sủa, thích cũng rất thích bên cái ngành giáo viên. Và cũng xin được nói thêm với bên em trai bên đây, nãy giờ cái tính cách của cháu thì cháu cũng đã trình bày, thì cái tính nó cũng hơi khó, hơi kỹ tính. Hai đứa mà có thí dụ sự hài hòa với nhau, gặp gỡ nhau trong buổi trường quay hôm nay, hãy cho nhau một cơ hội. Cảm ơn đàn trai. Bây giờ chúng tôi sẽ mở rào cho hai trẻ gặp mặt ha. Rồi hai trẻ sẽ quyết định. Mở rào. Đã, chào em. Thì tới đây anh có món quà thì tặng em. Dạ em cảm ơn ạ. Em cũng gửi lên món quà. Anh cảm ơn. Ngồi. Em mở quà đi. À dạ.
cái bình nước. Ở đây thì anh tặng cho em một cái bình nước. Bình nước này có màu xanh. Màu xanh nghĩa hy vọng. Thì anh hy vọng này là bình nước này sẽ đồng với anh, với em thật lâu. Cũng như mỗi lần em uống nước thì em sẽ đều như thế này. Rồi, chúng ta cảm nhận lần gặp mặt đầu tiên như thế nào? Thì cũng đúng gu em à, cũng baby, cũng cute. Thực sự mà nói mà ai mà nói anh baby cute thì anh cũng thích lắm. Vì nếu cách 5-7 năm thì được. Nhưng mà đối với cảm nhận của em là em thấy anh cute. Rồi, có nhiều lời khen, anh cảm ơn. Dạ, em cảm ơn. Thì anh nhìn thấy em cũng rất là dễ thương. À, lúc này thì em có bảo á, là em không có thích con trai hút thuốc. Yeah. Thì anh cũng nói thật luôn. Thì anh có hút thuốc là hồi cấp 3 anh cũng có đố đó anh có hút thuốc. Thì anh mới bỏ được hơn nửa năm gần đây thôi. Nhưng mà anh biết rằng á, nếu mà thực sự muốn bỏ thuốc á, thì ít nhất phải cai được hoàn toàn trong khoảng hơn 2 năm trở lên. Thế lỡ như sau này một ngày nào đó rồi anh có hút thuốc lại thì em sẽ như thế nào? Thì em sẽ tìm cách cho anh đừng hút thuốc lá nữa. Rồi, vậy sẽ cố gắng. Nhìn này, anh em có thể giống như là mẫu hình tượng lý tưởng của em không? À, về em nói về ngoại hình trước nha. Thì ngoại hình thì em nói là giống như ru của em. À, về tính cách thì hiện tại mình chưa nói chuyện nhiều á, cho nên em chưa hiểu rõ về anh. Dạ, anh cho em hỏi nha. Lúc này anh bảo là anh ở Đồng Nai á, nhưng sao em nghe giọng anh giống giọng người miền Bắc á? À, thực ra anh là quê gốc của anh Hà Tĩnh, nhưng mà từ nhỏ giờ anh sống ở Đắk Lắk. Dạ, thì không biết cảm xúc của anh lần đầu tiên gặp em như thế nào? À, thì trước khi gặp em á, thì khi em lên đây thì anh cũng rất là hồi hộp rồi. Mà gặp em đúng là nó còn hồi hộp hơn. Hiện tại là anh đang cố giữ bình tĩnh á. Quan điểm của anh về hai từ yêu xa nó như thế nào? Yêu xa hả? Thực ra anh cũng rất là yêu xa. Nhưng mà quan điểm của yêu xa đối với anh là biết tin tưởng nhau. Cái đó cả kiên quyết. Cái thứ hai là biết chia sẻ. Và đối với anh trong tình yêu sự chủ động á, là đa phần phải đợi từ người con trai trước. Cho nên là chuyện yêu xa thì anh sẽ cố gắng khắc phục triệt để. Nếu như xảy ra một cuộc tranh luận gây gắt luôn thì hai bạn ai sẽ là người xuống nước trước? À, nếu thực sự mà anh với em có một cuộc cãi vã gây gắt thì đối với con trai giống như nhà anh cũng vậy thôi. Bố anh cái gì cũng nhường cho mẹ anh hết á. Thì anh cũng giống như bố anh thì anh sẽ cố gắng hết sức để nhường nhìn em. Thì tại vì tính em cũng cái kiểu hơi khó, cho nên là thường nếu em sai thì em sẽ nhận sai. Còn nếu mà em đã cảm thấy mình đúng rồi thì em sẽ cãi cho tới cùng. Thế anh hỏi này, chẳng hạn như bây giờ nhá, ví dụ anh với em cãi nhau, rồi em trong lúc cãi em chợt nhận ra, ồ mình sai mất rồi. Thế lúc đó em có cãi nữa hay không? Không, tới lúc đó khi em đã nói rồi, khi em nhận ra em sai thì em không cãi nữa và em chấp nhận. Rồi. Em thì đang sinh sống và làm việc ở Hồ Chí Minh, còn anh thì ở dưới Đồng Nai. Thì ví dụ như mà mình tiến tới với nhau thì cái cách mà mình hẹn hò thì nó sẽ như thế nào? Hàng tuần á, thì công việc của anh á là từ thứ hai đến sáu, thứ bảy có thỉnh thoảng nữa thì anh có làm trên trường. Thì nếu anh sắp xếp được như chẳng hạn như buổi tối hay là thứ bảy cuối tuần, nếu em rảnh thì anh sẽ lên chỗ em chơi. Thôi cặp này trẻ trung quá, giao lưu bằng văn nghệ đi, văn hóa văn nghệ đi, người 25 người 23 đi. Em có biết hát tiếng Nhật không? Dạ biết. Biết thì đâu đâu em hát, em biểu diễn cho mọi người nghe một bài cho bạn này hết hồn đi. Em làm thì mọi người làm theo em nha, tại vì cái bài đó cũng dễ thương á. Thì đó, bây giờ có đối tượng kế bên kìa, làm theo đi. Hai người cả trường quay làm thì nó sẽ vui hơn đó. Cả trường quay làm với em đi, hỗ trợ em đó nhá. Chị ngồi đây chị làm luôn nè.幸せならてをたたこ幸せならたいどれしめそうよほらみんなで手をたたこ幸せなら足ならそ幸せならたいどれしめそうよほらみんなで足ならそ. Dạ, rồi em xin hết ạ. Nội dung nó là gì vậy? Cái chữ CLC có nghĩa là hạnh phúc. Hạnh phúc thì tai cũng hạnh phúc, chân cũng hạnh phúc. Nói chung là cái bài này nó còn rất là nhiều bộ phận trên cơ thể nữa. Nói như nếu người ta hạnh phúc thì tất cả mọi dạ, đúng cơ quan cơ thể dạ. Ta đều hạnh phúc cả dạ. Rồi, hết thời gian. Đã đến lúc mình đưa ra quyết định từ trái tim của mình. 3 2 1. Hết thời gian. Như vậy là cô gái không bấm. Dạ. Em thấy chàng trai còn
thiếu cái điều gì? Về bên bạn trai thì em nghĩ là gọi là hoàn toàn phù hợp với những cái tiêu chí mà em đưa ra. Nhưng mà tại vấn đề là ở em là em chưa chuẩn bị đúng tâm lý để mà em yêu xa. Rồi, không sao.